Châu chấu đang gây hại trên cây ngô, cây thuốc lá và cỏ dại, với mật độ phổ biến từ 50 đến 100 con một mét vuông. Nơi cao cục bộ, trên 800 con một mét vuông, tập trung chủ yếu tại các huyện Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng. Tổng diện tích nhiễm bước đầu xác định là 42 hecta. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, sở ngành liên quan xây dựng phương án, huy động lực lượng sẵn sàng tham gia thực hiện phòng chống dịch châu chấu chủ động phát hiện sớm các ổ châu chấu, cung ứng đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, tổ chức khoanh vùng dịch, hạn chế không để phát sinh ổ dịch mới.